Các bạn thân mến, khi lâm trận, nam giới thường là người chủ động trong mọi tình huống. Thế nhưng, cũng có lúc đành phải gác súng vì cậu nhỏ không nghe lời. Bốn món ăn bài thuốc mà Trang giới thiệu hôm nay sẽ giúp cậu nhỏ vừa khỏe lại vừa chắc. Các bạn hãy theo dõi hết video này nhé! Món đầu tiên là món gan gà câu kỳ tử. Món này bao gồm những nguyên liệu sau, các bạn hãy lấy giấy bút ra ghi nhé. Đầu tiên là cam thảo 5g, câu kỳ tử 10g, gan gà 100g, trứng chim cút 4 quả, mộc nhĩ đen 5g, muối, mì chính, hành, gừng, rượu vừa đủ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bước đầu tiên bạn hãy rửa sạch gan gà và thái miếng. Mộc nhĩ ngâm nước ấm cho nở hết, rửa sạch, nhặt bỏ chân và vớt lên để ráo nước. Sau đó mình cho một ít nước vào nồi, cho gan gà, cam thảo, gừng, xì dầu và rượu vào đun to lửa cho chín. Trứng chim cút các bạn luộc chín và bóc vỏ. Tiếp theo hãy cho một ít dầu vào chảo, cho dầu nóng rồi cho hành và gừng vào, xào cho đến khi có mùi thơm tỏa ra. Mình cho tiếp mộc nhĩ vào xào một lúc, rồi cho trứng cút, gan gà đã chín, câu kỳ tử và nước nấu lúc trước vào đảo đều. Cho muối, mì chính và bột đao để hút bớt nước là ăn được. Các bạn hãy ăn cách một ngày ăn một lần. Liệu trình một tháng sẽ thấy hiệu quả dần nhé. Món ăn thứ hai là đuôi heo hầm thuốc bắc. Nguyên liệu bao gồm đuôi heo 150g, thục địa, tỏa dương, đỗ trọng mỗi thứ 30g, đại táo 10 quả, gừng tươi 15g, gia vị các loại. Các bước chuẩn bị. Đầu tiên đuôi heo các bạn rửa sạch rồi chặt khúc ngắn vừa ăn. Cho các loại gia vị cho vào túi vải và buộc kín. Gừng tươi mình giã nát. Tất cả cho vào nồi đất với lượng nước vừa đủ, hầm lửa nhỏ từ 2 đến 3 giờ, sau đó nêm gia vị theo khẩu vị, chia ăn vài lần trong ngày. Món này có tác dụng bổ thận tinh rất tốt cho các trường hợp tinh trùng ít, tinh trùng yếu. Các bạn có biết sinh tố bơ cũng có tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng vì trong bơ có chứa nguồn chất béo lành mạnh, kali và vitamin rất tốt giúp cho tâm trạng thoải mái. Ngoài ra, bơ còn chứa vitamin E và kẽm. Cả hai đều có tác động tích cực đến ham muốn tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Kẽm sẽ làm tăng mức testosterone tự do trong cơ thể, trong khi vitamin E có thể cải thiện chất lượng tinh trùng. Cách làm sinh tố bơ cũng vô cùng đơn giản. Bạn hãy lựa chọn những quả bơ ngon và chín đều. Sau khi bỏ vỏ và hạt, hãy cho thêm 200ml nước sữa tươi, xay thành sinh tố. Bạn có thể để trong tủ lạnh để có một thức uống vừa giải khát mùa nóng, vừa tốt cho đội quân tinh binh của mình nhé. Một món ăn không kém phần hấp dẫn mà cũng dễ làm nữa chính là cua biển hấp xả. Trong cua biển có chứa lượng lớn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, với hàm lượng canxi cao và giàu vitamin nhóm B, có tác dụng chống các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, giúp khả năng tình dục tốt hơn. Độ ham muốn quan hệ sẽ gia tăng khi dùng nhiều cua biển trong thực đơn hàng ngày. Hy vọng những thông tin Trang cung cấp trong video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu thấy video này hay và bổ ích, các bạn đừng quên ấn nút like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.